độc đáo ý tưởng kinh doanh nhà hàng của các nhà bán lẻ Đức. Amazon thử nghiệm giao hàng trong ngày bằng xe đạp. Quán cà phê ngũ cốc đầu tiên tại London. Chào mừng quý vị đã đến với Bản tin Thế giới. Thưa quý vị, hai chuỗi bán lẻ Audi và Lidl của Đức vừa ghi nhận một sự tăng trưởng mạnh mẽ ở thị trường nước ngoài nhờ vào sự thay đổi phong cách và chiến lược. Lidl đã mở một nhà hàng chỉ hoạt động trong vòng một tháng, mà trong đó sử dụng các mặt hàng giảm giá của cả hai hãng để chế biến thức ăn. Trông giống như một nhà hàng bình thường, nhưng nhà hàng Delus ở London lại là một nhà hàng đặc biệt. Đặc biệt ở chỗ là nhà hàng chỉ hoạt động trong vòng một tháng, từ ngày 14 tháng 11 đến ngày 14 tháng 12. Đặc biệt hơn nữa, tất cả những món ăn trong cửa hàng đều được làm từ những sản phẩm giảm giá của Lidl. Chiến lược lấy số lượng bù giá này chứng minh cho sự kết hợp thành công của cả hai nhà bán lẻ. Chúng tôi nhận ra rằng việc giao tiếp với khách hàng chính là chìa khóa cho sự thành công. Vì vậy mà các chiến dịch mới sẽ liên quan đến truyền thông, liên quan đến nhiều ý kiến của khách hàng, và chắc chắn đó là những gì mà chúng tôi sẽ tiếp tục trong tương lai. Audi cũng đã có kế hoạch mở một nhà hàng tương tự trong dịp Giáng sinh sắp tới. Một quảng cáo Giáng sinh mới của Lidl ở Anh đang nhắm đến các nhà bán lẻ cao cấp. Chuyên gia bán lẻ của Planet Retail nói rằng cả Lidl và Audi đều đã bắt đầu nhìn thấy lợi ích của công chúng. Bây giờ họ là những doanh nghiệp đã có tiếng, nhưng cách làm của họ cũng giống như cách đây 20 năm. Mới tuần trước, Audi đã tuyên bố rằng họ mở bao nhiêu cửa hàng thì sẽ tạo ra bấy nhiêu việc làm. Đó là cách mà họ quảng bá. Tuy chỉ tồn tại trong vòng một tháng, nhưng nhà hàng Delus đã thu hút đáng kể sự chú ý của người dân London. Đến với Delus, thực khách không chỉ thưởng thức những món ăn độc đáo mà còn được tặng công thức làm món ăn đó khi nhà hàng đóng cửa. Thị trường nhà ở khởi sắc đã mở ra một cơ hội cho hàng ngàn người dân của Mỹ, đặc biệt là những người đang ấp ủ giấc mơ có được một căn nhà riêng cho mình. Trước áp lực của cuộc suy thoái, thu nhập thấp và người lao động phải đi làm để trả khoản tiền vay từ thời sinh viên, nên nhiều người dân Mỹ đã phải đành ở chung với bố mẹ. Tuy nhiên, trước bối cảnh giá nhà và lãi suất cho vay thế chấp giảm, cộng thêm những thông tin tích cực từ nền kinh tế, không ít người dân Mỹ đã bắt đầu chuyển dịch đi mua nhà. Theo số liệu của Zillow, những người mua nhà lần đầu tiên sẽ chi khoảng 17% thu nhập hàng tháng cho tiền nhà, thấp hơn 22% so với trước đây. Họ trì hoãn mua nhà không có nghĩa là họ từ bỏ giấc mơ sở hữu ngôi nhà riêng, và lúc này là lúc họ bắt đầu đi mua nhà. Điều này cho thấy mức thu nhập cũng như nền kinh tế đang dần hồi phục và có những tín hiệu lạc quan. Theo tôi thấy thì những lao động có thu nhập cao đa số là giới trẻ. Các chuyên viên địa ốc cho biết, trước đây số người mua nhà lần đầu tiên chiếm 40% thị trường, nhưng giờ đây con số đó chỉ còn 30%. Sở dĩ giới trẻ chọn cách sống chung với gia đình, hạn chế mua những món đồ có giá trị, sống hòa nhập với bối cảnh kinh tế, cũng chỉ vì họ muốn để dành tiền để mua nhà, cũng như mua sắm các trang thiết bị trong nhà. Đồng thời, 93% người đang thuê nhà cũng rục rịch chuyện mua nhà. Ông Humphries cũng cho biết thêm, họ sẽ có xu hướng tìm mua nhà ở những vùng ngoại ô, chứ không chen chúc ở những nơi đô thị. Thưa quý vị, mới đây chính phủ Úc cam kết sẽ ủng hộ 165 triệu đô la Mỹ cho quỹ khí hậu xanh của Liên Hiệp Quốc nhằm giúp các nước nghèo ứng phó với biến đổi khí hậu. Thủ tướng Úc ông Tony Abbott cho biết là số tiền 165 triệu đô la Mỹ mà Úc đóng góp cho quỹ năng lượng xanh sẽ được phân bổ từ ngân sách viện trợ của nước này. Đến năm 2020, quỹ khí hậu xanh của Liên Hiệp Quốc sẽ hướng đến mục tiêu quyên góp được 100 tỷ đô la từ các nước phát triển nhằm giúp đỡ nước mới nổi đối phó với biến đổi khí hậu, trong đó có vấn đề về khí thải nhà kính, hiện tượng trái đất nóng dần lên và nước biển dâng. Trước đó, tại hội nghị thượng đỉnh G20 diễn ra tại Brisbane của Úc, Nhật và Mỹ cũng đã cam kết tài trợ cho quỹ khí hậu xanh với số tiền lần lượt là 1 tỷ rưỡi đô la và 3 tỷ đô la. Hãng hàng không hàng đầu của Hàn Quốc Korean Air hy vọng thu nhập trong quý 4 có thể cải thiện nhờ vào giá nhiên liệu giảm và lưu thông hàng hóa tăng lên vào dịp cuối năm. Korean Air báo cáo lãi vận hành của hãng trong giai đoạn từ tháng 7 đến tháng 9 tăng 50%, đạt 240,7 tỷ won, tương đương với 222 triệu đô la Mỹ, tăng so với mức 160 tỷ won của cùng kỳ một năm trước đó. Công ty cũng cho biết, nhờ vào đà giảm của giá nhiên liệu mà chi phí nhiên liệu tiết kiệm được đến 97,7 tỷ won so với cùng kỳ năm trước đây. Trong bối cảnh đồng won mạnh lên, một số công ty lớn của Hàn Quốc phụ thuộc vào xuất khẩu đã báo cáo lợi nhuận đáng thất vọng, bởi đồng won mạnh sẽ khiến cho các công ty cạnh tranh khó hơn ở thị trường nước ngoài.
Trong khi đó, thì các hãng hàng không và các công ty năng lượng lại được hưởng lợi vì nhập khẩu nguyên liệu rẻ hơn. Mặc dù vậy, lãi ròng của Korean Air vẫn đáng báo động với mức 392 tỷ won do lỗ ngoại tệ và tăng lãi vay. So với một năm trước đây, đồng won trong quý thứ ba mạnh hơn so với đồng đô la Mỹ 7,6%. Doanh thu của hãng đã giảm 0,6%, đạt 3,17 ngàn tỷ won. Song song với thông tin về lợi nhuận, mới đây, nữ phó chủ tịch của hãng cũng đã tuyên bố từ chức do áp lực từ dư luận, chỉ trích bà lạm quyền gây ảnh hưởng đến người khác. Trước đó, trên chuyến bay từ New York về Hàn Quốc, bà Cho Hyun A đã buộc máy bay phải quay lại sân bay New York để đuổi việc một tiếp viên trưởng vì cho rằng anh này phục vụ sai quy trình. Sự việc này đã gây ra một làn sóng phẫn nộ tại Hàn Quốc. Nhiều người cho rằng bà Cho không nên làm như vậy. Và lúc đó bà Cho cũng chỉ là một hành khách chứ không phải là với tư cách là phó chủ tịch của Korean Air. Tôi không hiểu bà ấy nghĩ gì nhưng tôi cho rằng bà ấy hơi hách dịch và lạm dụng quyền hạn của mình. Thưa quý vị, sau vụ bê bối phóng đại lợi nhuận và sức cạnh tranh khốc liệt trong thị trường nội địa, một lần nữa hãng bán lẻ Anh Tesco lại đưa ra cảnh báo lợi nhuận cả năm. Trong lúc mọi người đều nghĩ rằng không có gì có thể tệ hơn cho Tesco, thì hãng bán lẻ gặp nhiều rắc rối của Anh lại tiếp tục khiến cho thị trường kinh ngạc bằng cách cắt giảm triển vọng lợi nhuận cả năm gần 1/3. Hãng nói rằng lợi nhuận kinh doanh khó lòng vượt qua mức 1,4 tỷ bảng Anh, thấp hơn 30% so với con số 2 tỷ mà thị trường dự đoán. Tesco tiếp tục cắt giảm dự báo lợi nhuận là do sức cạnh tranh khốc liệt từ thị trường trong nước. Đó là chưa kể đến sự phát triển của các chuỗi bán lẻ nước ngoài tại Anh. Bên cạnh đó, vụ bê bối phóng đại lợi nhuận cũng đã ảnh hưởng đáng kể đến danh tiếng của Tesco. Cổ phiếu của hãng đã giảm 17% sau khi thông tin được tuyên bố. Trước đó, thì cổ phiếu của Tesco giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 11 năm. Chuyên gia phân tích bán lẻ cao cấp Stephen Springham của Planet Retail cho biết, rất có thể sau một thời gian dài suy thoái thì chúng ta thường thấy một sự chuyển mình, nhưng với Tesco thì rất khó để nói rằng đây có phải là một sự chuyển mình hay không. Trước đó, giám đốc điều hành mới Dave Lewis đã sa thải những nhóm lãnh đạo có liên quan đến vụ bê bối tài chính. Ông cũng đã tái tập trung vào dịch vụ khách hàng và giá cả. Sau hai thập kỷ tăng trưởng liên tục, Tesco đã đánh mất thị phần của mình do không nắm bắt kịp sự thay đổi trong thói quen mua sắm của khách hàng. Doanh số của McDonald's rơi xuống mức thấp nhất trong vòng 15 năm qua kể từ khi bệnh bò điên xuất hiện. Đó là chưa kể đến vấn đề về nguồn cung. Trước đó, một nhà cung cấp Thượng Hải đã cung cấp thịt quá hạn cho McDonald's. Vì sự việc đó mà lòng tin của khách hàng đối với hãng bị sụt giảm nghiêm trọng. Mọi rắc rối xảy đến với McDonald's trong khi những chuỗi cửa hàng thức ăn nhanh khác đều công bố tình hình kinh doanh khả quan nhờ vào giá xăng dầu giảm, thì McDonald's lại đang phải vật lộn để thu hút khách hàng. Dù là bằng cách nào thì McDonald's cũng đang nỗ lực mang khách hàng quay trở lại. Song song với doanh số bán hàng sụt giảm, McDonald's cũng cảnh báo về lợi nhuận đang bị áp lực trong quý này, một phần là vì đồng đô la mạnh lên, cộng thêm vào những rắc rối của McDonald's chính là diễn biến phức tạp của những căng thẳng địa chính trị. Một vài nhà hàng McDonald's ở Nga đã bị đóng cửa với lý do vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng đó là kết quả của việc Mỹ trừng phạt Nga. Vừa rồi là phần 1 của bản tin thế giới. Quang Vinh sẽ quay trở lại với phần 2 với những nội dung chính sau đây. Amazon thử nghiệm giao hàng trong ngày bằng xe đạp. Bất chấp cận suy thoái, các chuyên gia vẫn tin tưởng vào kinh tế của Đức.